Ngô Đình Diệm cảm động rơi nước mắt khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh khen giàu lòng yêu nước. Ông ấy yêu nước theo cách của ông ấy. Đó là câu Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời vị đại sứ Ba Lan trong Ủy ban Quốc tế giám sát Hiệp định Geneva về thực hiện đình chiến ở Đông Dương năm 1954, khi vị đại sứ này đến chào người để đi vào thực hiện phận sự của mình ở Sài Gòn. Khi đó vị đại sứ đã hỏi về Ngô Đình Diệm, Tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa. Anh em ngồi đây chắc ai cũng biết Việt Nam Cộng Hòa là chính quyền thân Hoa Kỳ do chính người Mỹ lập ra, và Ngô Đình Diệm cũng là một tay thằng Mỹ bế lên làm Tổng thống. Nói cho nó vuông thì Ngô Đình Diệm chính là một tên Việt gian bán nước. Vậy thì tại sao Chủ tịch Hồ Chí Minh lại dùng một câu nói có phần dễ chịu như vậy cho một tên bán nước? Để đi tìm câu trả lời, chúng ta phải quay ngược dòng lịch sử, trở về thời điểm tháng 1 năm 1946, khi Ngô Đình Diệm có cơ hội tiếp kiến Bác Hồ lần đầu tiên tại thủ đô Hà Nội. Tại đây ông Diệm đã khóc khi được Bác Hồ khen ngợi giàu lòng yêu nước. Nghe có gì sai sai ở đây? Một tên Việt gian, cõng rắn cắn gà nhà nhưng lại yêu nước. Nghe cứ như kiểu dù em làm gái nhưng em vẫn còn trinh vậy. Có thật Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói như vậy hay đây chỉ là một trò của Diệm để phần nào tẩy trắng cho bản thân? Trước tiên, mình khẳng định Bác Hồ chính là chủ nhân của câu nói ông ấy yêu nước theo cách của riêng mình khi nói về Ngô Đình Diệm. Tiếp sau đó, mình lại khẳng định tiếp nhận xét này của Bác Hồ về ông Diệm không sai, thậm chí là cực kỳ thuyết phục. Còn tại sao nó lại thuyết phục? Anh em hãy cùng Mr. Xuôi đi tìm hiểu ngay sau đây. Ngô Đình Diệm sinh năm 1901 ở làng Đại Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong một gia đình công giáo có đông anh em. Ông vốn là vị quan to của triều Nguyễn. Đến tháng 7 năm 1933, ông xin từ chức thượng thư bộ lại, rồi có những hoạt động chống Pháp theo cách của mình. Chẳng biết ông Diệm có anh em cùng cha các ông nội với ông chú làm ở Viettel hay không, mà nghe na ná thấy giống hãy nói theo cách của mình là sao ấy nhỉ? Đến tháng 1 năm 1946, Ngô Đình Diệm được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên tại Hà Nội. Đây cũng chính là buổi gặp đã để lại ấn tượng sâu sắc ở trong Diệm, để sau đó ông đã phải thốt lên: Cụ Hồ là bậc đại nghĩa, còn qua chỉ là tiểu khí, bằng tất cả sự kính trọng dành cho Bác Hồ. Cũng phải nói thêm rằng, trước buổi gặp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có ý định là muốn mời Ngô Đình Diệm tham gia vào chính phủ Liên Hiệp, vì người cũng trọng cái tài của ông ấy, mà hơn bao giờ hết, đoàn kết để gìn giữ nền độc lập thống nhất của đất nước càng là yêu cầu tối thượng. Tuy nhiên trong buổi tiếp xúc, Ngô Đình Diệm cứ một mực sẽ vẫn tiếp tục chống Pháp nhưng không thể đi với Việt Minh. Có hai lý do để giải thích cho sự cố chấp này của ông Diệm. Thứ nhất là do chính con người tiểu khí với cái tôi cao ngất ngưởng. Bây giờ trẻ trâu vẫn gọi đó là sự cá tính, nhưng soi chiếu với bối cảnh lúc đó thì chỉ có thể gọi là cố chấp không thuốc chữa. Đây cũng là ví dụ điển hình cho việc dù động cơ của bạn đúng nhưng cách làm của bạn sai thì cuối cùng kết quả cũng sẽ vẫn là sai mà thôi. Nguyên nhân thứ hai chính là Ngô Đình Diệm không thể vượt qua được sự thù hằn cá nhân khi Ngô Đình Khôi, anh cả Diệm, bị cách mạng xử tử về tội phản quốc. Minh chứng cho điều này là ông ta từng nói với Vũ Ngọc Nhạ một câu: Nếu qua nhận lời cộng tác với cụ Hồ thì qua biết ăn nói thế nào với dòng họ Ngô về cái chết của anh qua và cháu qua bởi tay Việt Minh. Trước sự cố chấp đó của Ngô Đình Diệm, Bác Hồ vẫn không thay đổi cách nhìn của mình về ông ta, vẫn tin vào lòng yêu nước của ông Diệm. Tuy nhiên một số người lúc bấy giờ lại lo ngại rằng ông Diệm là người thân Nhật, rất nguy hiểm. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, nếu ông ta thân Nhật thì Nhật đã thất bại trong chiến tranh thế giới lần thứ hai và phải rút về nước. Còn ông ta nói vẫn còn chống Pháp nhưng không đi với Việt Minh thì cứ để ông ấy chống Pháp theo kiểu của ông ấy. Rồi vì phía thực dân Pháp muốn tái chiếm để thống trị Việt Nam một lần nữa, nên toàn dân ta phải đứng lên làm một cuộc chiến trường kỳ toàn dân, toàn diện để giữ vững quyền độc lập, tự do. Khi Pháp thất thế, thằng Mỹ không bỏ qua miếng mồi béo bở này mà đã nhảy vào gây ảnh hưởng. Để thực hiện âm mưu đen tối của mình, Mỹ đã chuẩn bị sẵn con bài là nuôi nấng Ngô Đình Diệm để rồi đưa về thay Bảo Đại lập chính quyền tay sai thân Hoa Kỳ. Nhưng sau đó, cả thực dân Pháp và can thiệp Mỹ vẫn ôm nhau thua đau, mà đau đớn nhất là tại mặt trận Điện Biên Phủ kết thúc ngày 7 tháng 5 năm 1954 với sự toàn thắng của quân ta, buộc họ phải ngồi đàm phán với ta tại hội nghị Geneva, Thụy Sĩ để bàn về việc lập lại hòa bình ở Đông Dương. Mặc dù ta đã giành chiến thắng oanh liệt trên chiến trường Điện Biên Phủ, nhưng ở bàn đàm phán ngoại giao vẫn bị hầu hết các nước còn lại o ép. Dù không phải việc của mình, song thằng Mỹ và người láng giềng thân thiện Trung Quốc vẫn tham gia hội nghị với những toan tính riêng mà ai cũng biết. Cho nên sau khi Thứ trưởng Quốc phòng của ta là Tạ Quang Bửu phải đặt bút ký vào hiệp định, thì Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng hướng về phương Nam nói đầy xúc động: Đoàn ta đã cố gắng hết sức mình, nhưng mới chỉ giành lại được một nửa nước ở phía bắc sông Bến Hải. Cuộc chiến đấu của dân tộc ta còn phải tiếp tục lâu dài.
Nhắc lại cục diện tất cả các chiến trường lúc đó để thấy được Ngô Đình Diệm đã chống Pháp theo cách của mình như thế nào và kết quả ra sao. Ông ta không đi theo con đường cứu nước và giữ nước do Đảng, Hồ Chủ tịch và nhân dân ta đã chọn, mà ngược lại, đó là làm theo lệnh Mỹ. Cách của ông ấy là làm điều mà bây giờ ta cũng chưa đủ sức ngăn cản. Ông ấy đã rước Mỹ vào miền Nam, giết hại những người kháng chiến và đồng bào, phá hoại Hiệp định Geneva bằng cách không chịu hiệp thương tổng tuyển cử để cho Mỹ thực hiện việc chia cắt lâu dài đất nước ta, lập nên cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa do ông ta làm Tổng thống, mong biến phần đất của Tổ quốc ta từ vĩ tuyến 17 trở vào, trở thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ. Tuy vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn một lòng muốn cảm hóa ông ta. Và một ngày, vị đại sứ Ba Lan trong Ủy ban Quốc tế giám sát Hiệp định Geneva về đình chiến ở Đông Dương từ Hà Nội sẽ đi vào Sài Gòn đến chào Hồ Chủ tịch. Người nói với vị đại sứ: "Nhờ đại sứ truyền lời thăm hỏi của tôi tới ông Ngô Đình Diệm." Thấy vị đại sứ có vẻ ngạc nhiên, Hồ Chủ tịch nói tiếp: "Ông Diệm là người Việt Nam. Là người Việt Nam, ai cũng có lòng yêu nước. Ông ấy yêu nước theo cách của ông ấy." Bác Hồ trước sau vẫn giữ quan điểm của mình về ông Diệm, bởi đơn giản, bác tin vào dòng máu Việt Nam trong con người ông ta, nên việc Ngô Đình Diệm yêu nước là không thể bàn cãi. Chỉ có điều con đường yêu nước mà ông ta chọn là đi ngược lại với ý chí của đồng bào, dẫm đạp lên xương máu của đồng bào, chỉ để bảo vệ cho cái tư tưởng chết dẫm, yêu nước theo cách của riêng mình. Kể từ khi ông ấy được nuôi dưỡng trong ống tay áo của một giáo chủ Hoa Kỳ theo lệnh Nhà Trắng, rồi về nước làm Tổng thống cái gọi là Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, cho đến lúc bị giết theo lệnh của người Mỹ, ngót 10 năm, từ năm 1954 đến năm 1963, đất nước ta bị chia cắt, đồng bào miền Nam của ta từ vĩ tuyến 17 trở vào đã bị điêu linh, khốn khổ và chết chóc như thế nào. Bấy giờ, một nhà báo phương Tây hỏi Hồ Chủ tịch về kết cục là cái chết của Tổng thống Ngô. Người trả lời: "Ông Diệm cũng là một người yêu nước, nhưng cách làm của ông ấy sai." Khi trả lời như vậy, người vẫn biết đấy chỉ là việc Mỹ thay ngựa giữa dòng. Đúng như thế, tình cảnh ở miền Nam không dừng lại ở đó. Những kẻ kế nhiệm Ngô Đình Diệm vì càng ngày càng lâm vào bế tắc nên cứ hung hãn thêm. Và để cứu vãn tình thế, đế quốc Mỹ đã tiến hành ném bom miền Bắc từ năm 1964 đến 1972, rồi thất bại khi dùng các pháo đài bay B-52 đánh vào Hà Nội. Mỹ, Ngụy càng chuốc thêm lỗi lầm và gây tội ác diệt chủng. Phải đến khi đồng bào miền Nam cùng quân đội nhân dân cả nước thực hiện cuộc tổng tiến công nổi dậy, kết thúc thắng lợi vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, là hơn 20 năm, đất nước ta mới thực sự được hoàn toàn giải phóng, độc lập và thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Không đánh giá toàn cục, nếu chỉ xét riêng cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội năm 1946, thì có lẽ đó là lần cuối cùng người ta còn được nhìn thấy một phần người Việt Nam trong ông Ngô Đình Diệm. Sự cảm động đến rơi nước mắt khi được bác khen yêu nước đã để lại cho ông Diệm một ấn tượng sâu sắc. Có lẽ vì vậy mà con người chống cộng cực đoan này chưa một lần nào thất lễ với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau này trong một cuộc nói chuyện thân mật với anh Hai Nhạ, cán bộ tình báo của Việt Nam tại Dinh Gia Long, ông Diệm vẫn nhớ lại hình ảnh mảnh rẻ, giản dị, phong sương của cụ Hồ trong buổi tiếp. Cụ mặc quần short, chân đi dép cao su trắng với điếu thuốc lá trên môi, lời nói và cử chỉ rất mực lịch thiệp. Đến bây giờ, đám hậu bối ba sọc ru càng năm nào sang nước thượng đẳng vẫn không ngừng ăn vạ, rêu rao rằng chính quyền của Bác Hồ mới là quân cướp nước. Chúng không bao giờ chịu chấp nhận một chân lý rằng không có chính quyền ông, chính quyền tôi, mà chỉ có chính quyền của nhân dân mà thôi. Chính quyền nào được dân yêu, dân thương, dân chung sức chung lòng thì đó là chính quyền hợp pháp. Còn ai cướp nước, ai bán nước thì lịch sử đã rõ ràng cả rồi. Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa bao giờ phủ nhận lòng yêu nước của Ngô Đình Diệm. Nhưng cũng giống như mọi vấn đề trong cuộc sống chẳng giống cuộc đời này, cái gì cũng đều có hai mặt của nó. Ngô Đình Diệm yêu nước là một mặt, còn mặt còn lại chính là bán nước. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Nếu anh em thấy video thú vị thì đừng quên bấm like, bình luận và bấm đăng ký kênh để ủng hộ Mr. Xuôi và đồng bọn anh em nhé.